Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bóc đen của Mimi Hinnet. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc lồng đèn ngôi sao ha. Chúng ta sẽ phối mặt trăng với lại bé thỏ hết sức là dễ thương luôn nè. Mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu lồng đèn này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái chiếc lồng đèn ngôi sao xinh xắn này nha. Với cái mẫu móc này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Thích móc len mil cotton loại 50g hay 125g hoặc là các loại sợi khác cũng được luôn. Tại vì cái này mình chỉ cần là móc vào cái khung do mình tạo thôi, cho nên là rất là đơn giản ha. Ở đây là mình móc len bông xù nè, cỡ len là khoảng 3mm ha, và mình sẽ sử dụng kim móc là 3mm luôn. Các bạn thích nó bồng bềnh hơn thì móc cái kim to hơn là 3.5, 4 hoặc là 4.5. Ở đây là nó có hướng dẫn nè. Nếu mà bạn nào thích cái len này á, thì có thể là inbox với Zalo của mình. Số điện thoại mình để ở trên màn hình đó. Cái này thì nó cũng đa dạng màu, không có bị tua sợi hoặc là nó đứt sợi gì đâu. Rất là dễ móc luôn ha. Rồi chuẩn bị cho mình một cái cành kẽm. Cành kẽm cành này nè là mình thường móc hoa đó, các bạn tận dụng làm cái khung này luôn ha. Thì có cái loại 30cm hoặc là 40cm, thì cái nào cũng được hết. 40 thì nó sẽ to bằng này ha, còn 30 thì nó sẽ nhỏ hơn. Cách làm cụ thể thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Chuẩn bị thêm cho mình cái dây đèn led 1 mét như thế này nè, để chúng ta quấn quanh cái ngôi sao này cho nó chớp chớp nha. Rồi cái tay cầm á các bạn, thì chúng ta sử dụng cái đũa ăn á, đũa ăn ở ngoài tiệm mà người ta ưa bán đồ mang về đó, thì các bạn có thể là tận dụng cái đũa này, đũa mới ha. Rồi chuẩn bị thêm cái cắt len, kim khâu len nè. Còn để mình đo cho các bạn cái phần ngôi sao này ha. Nhà ngôi sao này thì có kích thước là khoảng 12cm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy kẽm cành với lại cái cây kìm đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn uốn nó lại. Kẽm của mình là dài 40cm, thì ở đây nó sẽ có 10 cạnh như thế này nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Mình lấy 40 chia cho 10 thì ra mỗi cạnh là bằng 4cm. Còn các bạn chia cho 10 thì nó bằng 3 hoặc là 2 gì đó, cái đó là tùy cái cành kẽm của các bạn ha. Thì mình sẽ uốn mỗi cạnh là 4cm như thế này. Rồi, cạnh đầu tiên nè, các bạn sẽ uốn nó lại. Nó chênh lệch một xíu cũng không sao đâu ha các bạn. Rồi, mình làm như vậy thôi. Một lát nữa chúng ta sẽ làm canh chỉnh lại sau luôn ha. Rồi bây giờ tới cái tiếp theo thì chúng ta cứ dựa nó qua đây, thì chúng ta sẽ bẻ cái cành này nè, trở ngược lại, rồi bẻ nó ra đây như thế này. Rồi coi như là chúng ta được như vậy rồi nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ án chừng nó đi ha, không có cần phải là đúng quá đâu. Rồi tiếp tục chúng ta uốn cái cành này lại. Rồi dùng tay như thế này ha. Rồi tiếp tục là các bạn sẽ để như thế này, rồi bẻ cái cành này lại. Rồi chúng ta lại lấy cái kìm để làm nè, nó cứ luân phiên các bạn. Thì giờ nó như vậy nè, rồi cái chúng ta sẽ bẻ cái cành này lại ha. Tiếp tục cái chúng ta sẽ bẻ cái cành này trở ra. Cái này phải lấy cái kìm này. Đó, mình được nhiều cạnh này nè.
Tiếp tục bẻ chảo ngược nó lại nữa. À, các bạn cứ ốm vòng vòng vậy đó, hồi nó cũng ra. Các bạn nó được bốn cánh rồi ha. Rồi cái cánh này nó hơi hơi ngắn rồi, bẻ nó lại đi. Ok, nó đi một lát nữa cái chúng ta làm sau đây các bạn. Rồi bẻ nó trở ngược lại nữa ha. Đó, được về nè. Giờ chỉ cần bẻ cái này ngược lại nữa. Đó, xong rồi ha. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu canh chỉnh nè. Rồi các bạn sẽ là nóng cho mình cái phần keo nến đi. Mình sẽ cố định cái vị trí giao nhau như thế này ha. Và một lát nữa chúng ta sẽ chọn cái phần nào đẹp nhất để mà chúng ta máng cái phần tay cầm vô. Rồi cái chỗ mà chúng ta làm cái chỗ giao nhau này nè. Thì các bạn lấy màu trắng hay là cùng màu cũng được. Cái này mình làm màu trắng nè. Mình móc hồi cái nó cũng bít hết rồi. À, các bạn làm cùng màu hay là khác màu đều được ha. Rồi sau khi mà chúng ta ấy xong á, thì canh chỉnh lại mấy cái cánh này nè cho nó đều lại thôi. À, như vậy là cũng tạm ổn rồi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn keo ở chỗ cái điểm này ha, và cái điểm bên đây để mà chúng ta quấn len vô rồi chúng ta nẹp cái phần này. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắn keo và cố định cái đầu bên đây trước đi, vẫn chưa cái đồng len này ha. Sau đó thì chúng ta sẽ bắn keo thêm một lần nữa ở phía trên này để chúng ta sẽ ốm cái phần này qua. Rồi các bạn sẽ ốm cái phần này qua ha. Rồi chúng ta sẽ lấy cái cọng này nè, quấn nó lại, quấn chặt lên ha. Rồi bắn keo thêm một lần nữa ở chỗ cái điểm này. Rồi chúng ta lại quấn cái chỗ này, đưa cọng len qua đây. Rồi, đơn giản như vậy thôi ha, là chúng ta kết lại được rồi nè. Rồi các bạn tạo cho mình nút thắt ở chỗ này, rồi cái cắt bỏ nút thắt, cái chúng ta cắt bỏ cái phần len chứ. Đó, rút nó chặt lại ha. Tại vì nãy giờ mình cũng thử cho các bạn cái này nè, mình làm á, thì nó cũng chắc rồi, nhưng mà mình làm mà trước mình làm trước rồi bạn, xong rồi cái giờ cái mình quên cái cách làm này, xong rồi cái mình phải suy nghĩ lại cái cách làm mới để mình chia sẻ cho các bạn quấn thêm lần nữa ha. Giờ đầu óc nó không còn minh mẫn được nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắn keo chỗ này ha, ốm cái cọng này lại, giữ nó một xíu đi. À, nhiều khi á, suy nghĩ á, cái cách làm bất chợt á, cái mình làm luôn rồi xong cái mình bỏ quên á, làm chuyện này chuyện kia cái hồi cái mình quên, mình không có ghi lại, cái mình sẽ dễ quên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy phần len ra ha để mà chúng ta móc. Rồi chọn cái điểm này đi là chân ái rồi nè các bạn, mình treo như vậy nè cho nó đẹp hơn ha. Rồi cái này mình uốn nó lại, vừa uốn mà vừa vịn nha các bạn, để thôi nó nhiều khi nó mình làm không kỹ cái nó xuất ra. Rồi các bạn sẽ tạo cho mình nút thắt nha. Rồi chúng ta sẽ đâm kim ở cánh nào cũng được hết, và các bạn sẽ nẹp cái phần len này luôn nè. Đó, rồi đâm kim từ ở phía trên luồn qua cái cọng kẽm, kéo cái cọng màu xanh qua, thực hiện cho mình một mũi móc đơn. Mình đến là một ha, nẹp cái phần len thường luôn nè.
Tiếp tục mỗi mốc đơn thứ hai. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Các bạn thấy nó dễ móc ha, nó không có bị rớt gì hết nè. 13 14. Rồi cắt bỏ cái phần này đi. Mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Rồi cái kéo nó về. Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, 30, 31, 32. Rồi các bạn cứ làm lần lượt như thế, rồi chúng ta sẽ đi vòng 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 ha. Tới cái điểm này đi, rồi mình sẽ móc chung với các bạn nha. Mình đã móc tới cái điểm này nè, mình móc 99 mũi rồi ha. 100. Nói chung là móc bao nhiêu mũi cũng được trơn, tại vì mỗi cái tay móc là khác nhau, rồi len sợi khác nhau nữa. Các bạn sẽ đếm để cho mình biết là cái ngôi sao này với ngôi sao kia mình sẽ móc tương tự cái số mũi nhau để mà cho nó đều đẹp hơn là được ha. Rồi 100. Trăm lẻ một nè, đóng tay ra kéo nó dài hơn ha. 102, 103, 104, 105, 106, 107. Rồi giờ chúng ta sẽ chuột mũi vô chân móc đầu tiên. Chuột mũi vô chân móc đầu tiên, các bạn sẽ tự tìm cái mũi đầu tiên ha. Rồi. Móc lên một mũi móc xích đi, cắt ra một đoạn len dài dài đi các bạn, rồi kéo cọng len này lên, bút chặt nó lại ha. Các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len. Đưa nó vào trong cái mũi móc, đưa cái đường ở phía bên trong đây các bạn. Mình sẽ di chuyển nó vô cái chỗ mà chúng ta làm cái mối nối nha. Rồi, mình quấn cho nó dài vòng ở chỗ này nè. Để cho nó bít luôn. Sau đó là tạo nút thắt. Rồi, giấu cái phần len này đi. Rồi chúng ta cắt cắt bỏ đi ha. Nó như vậy là cũng đã gọn gàng rồi ha.
Rồi mình sẽ canh chỉnh lại cái form một xíu nữa, vừa chỉnh vừa ốm ốm nó nha. Như vậy là đã ổn rồi nè các bạn. Bây giờ mình lấy lên màu vàng và kim 2.5 ra để tạo mặt trăng trang trí cho cái màu xanh ha. Tạo vòng tròn kẻ len qua, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6. Các bạn sẽ kéo cho nó khít lại và chụp mũi vào trong chân móc đầu tiên. Chân móc đầu tiên là khi chúng ta tạo mũi móc đơn đầu tiên đó, nó có chân móc ở trên nó thì chúng ta gọi nó là chân móc đầu tiên nha. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích để móc qua móc thứ hai, đâm kim vào từng chân móc để móc 2 mũi móc đơn của một chân. Chúng ta có 6 chân thì chúng ta có 12 mũi móc đơn cho 2 móc thứ hai này nha. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn. Cuối hàng thì các bạn cũng sẽ trượt mũi và kết hàng, móc lên một mũi móc xích để móc 2 móc thứ ba, đâm kim vô chân móc đầu tiên để móc 1 mũi móc đơn, chân thứ hai 2 mũi móc đơn của một chân. Lặp lại cái cụm này cho mình đến cuối hàng. Một đơn, rồi tới 2 mũi móc đơn của một chân. Móc thêm cho mình thì 4 lần như thế nữa nha. Đến cuối hàng thì chúng ta có được là 18 chân móc. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi và kết hàng. Móc 1 mũi móc xích để móc 2 móc thứ tư. 2 chân móc đầu tiên, mỗi chân là 2 mũi móc đơn của một chân. 1 2 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 4 chân móc kế tiếp, mỗi chân là 2 mũi móc đơn của một chân. 1 2 3 4 5 chân móc kế tiếp, mỗi chân là 1 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 2 chân móc còn lại, mỗi chân là 2 mũi móc đơn của một chân. Như vậy là chúng ta có được là 26 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng. Các bạn móc lên 1 mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Cắt ra đoạn len dài đi. Rồi chúng ta sẽ ốm lại 2 mảnh như thế này. Các bạn xỏ qua kim khâu len nha. Rồi đâm kim như thế này. Các bạn sẽ gáp mũi đầu tiên, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và các bạn sẽ làm lần lượt tới cuối hàng luôn ha. Rồi mình đã làm tới cuối hàng rồi nè các bạn. Còn một chân cuối cùng. Các bạn sẽ đưa cái cọng len này nè ra chính giữa nha. Rồi chúng ta sẽ lấy cái tay nè, tạo đưa nó vô chính giữa ha, tạo nó kế bên đó, ở chân móc phía dưới này nè. Chúng ta sẽ đâm kim thẳng xuống phía dưới này, kéo cái này vô. Rồi các bạn sẽ kéo chặt chặt một xíu nha để tạo cái vần khuyết á.
Rồi các bạn sẽ đưa cái này qua đây. Tiếp tục đưa nó về cái điểm giữa nữa. Rồi đưa cái này qua bên này. Hồi nãy là bên kia rồi ha, chúng ta sẽ làm bên đây ngược lại. Rồi kéo rút nó lại. Rút lại một lần nữa đây. Đó các bạn. Nó đã có độ khuyết rồi ha. Rồi các bạn sẽ giấu len. Đưa nó vô phía trong. Rồi cắt bỏ luôn. Rồi, các bạn định hình nó lại như thế này ha. Vần trăng khuyết ha. Để nó ở đây đi. Làm cái mặt thỏ luôn nha. Mình sẽ móc kim 2.0 cho cái phần mặt thỏ này ha. Các bạn có thể là móc 2.5 hoặc là 3 tùy nha. Tại vì nhiều khi cái ngôi sao của các bạn nó to hoặc là nhỏ gì đó, các bạn cứ cứ hoặc là thích cái mặt nó nhỏ thì chúng ta móc nhỏ, to thì chúng ta sẽ móc to nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo vòng tròn. Đưa kim móc vào kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. Mình sẽ làm màu trắng cho cái phần mặt thỏ nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Và các bạn sẽ kéo gút nó lại. Chúng ta sẽ trượt mũi vào trong trong mắt đầu tiên này. Canh chỉnh lại ha. Kéo thêm một lần nữa. Và móc lên hàng móc thứ hai, móc lên 2 mũi móc xích. 3 chân móc đầu tiên, mỗi chân là 2 mũi móc móc kép của 1 chân. 1 2 3 Chân móc thứ tư này chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép của 1 chân. 1 2 Chân móc thứ năm các bạn sẽ móc 3 mũi kép đôi của 1 chân, quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len qua 2 vòng lần thứ nhất, 2 vòng lần thứ hai, 2 vòng lần thứ ba, rồi tạo thêm cho mình 2 mũi kép đôi tương tự như thế nữa ha. Quấn len 2 vòng, đâm kim, kéo len qua 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng, thêm 1 lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc vào trong móc kế tiếp á, 1 mũi móc kép và 1 mũi nửa kép vào cùng chân móc. Chân kế bên móc 2 mũi nửa kép cùng 1 chân. Chân tiếp theo 1 mũi nửa kép và 1 mũi móc kép cùng 1 chân. Tiếp tục chúng ta lại móc 3 mũi kép đôi vào chân móc tiếp theo. Một hai ba chân móc kế bên 2 mũi nửa kép cùng 1 chân. 2 chân cuối cùng, chân kế cuối nè, 2 mũi móc kép cùng 1 chân. Chân cuối
hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ chụp mũi vào trong móc đầu tiên này, kết thúc hàng, móc lên một mũi móc xích trước ha. Rồi như vậy là chúng ta có hai cái má ở hai bên nè. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm hai cái tay thỏ ha. Từ chỗ này các bạn sẽ móc lên cho mình 7 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào trong móc xích thứ 3. 1, 2, 3 nè. Một mũi móc kép. Chân tiếp theo, một mũi nữa kép. Hai chân tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân cuối cùng, một mũi trượt. Chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đó luôn nha. Làm tay thỏ tiếp theo, móc lên cho mình 7 mũi móc xích y hệt như bên đây. 5, 6, 7. Lại móc một mũi móc kép vào trong móc xích thứ 3. Móc một mũi nữa kép. Hai mũi móc đơn. Một mũi trượt. Trượt mũi vào cái chân kế bên. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Rút cái này lại. Chúng ta có hai cái tay thỏ như thế này nè. Rồi, một lát nữa có gì chúng ta sẽ đánh má hồng, đánh màu hồng lên cho cái tay thỏ nha. Rồi, đưa nó xuống phía dưới. Giấu len thừa đi. Các bạn sẽ cắt len. Rồi lấy hai mình sẽ dán hai con mắt 40 mm ha, với lại tạo cái miệng. Và các bạn sẽ dán hai mắt ở hai cái điểm trong cái 12 mũi móc kép này nha. Các bạn sẽ lấy hai cái cọng len nhỏ như thế này nè, rồi tạo nút thắt ở phía dưới ha. Rồi chúng ta sẽ luồn nó ở đây nè. Rồi cho nó vô phía trong này đi. Rồi đưa nó qua đây luôn. Rồi các bạn sẽ đâm kim ngay chính giữa này ha. Kéo cái này xuống. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái phần miệng rồi nè. Lấy má hồng ra ha. Rồi các bạn giấu cái cọng len này rồi cắt len đi nha. Rồi chúng ta sẽ làm nhẹ má hồng ở phía dưới mắt này. Sau đó là chúng ta sẽ quét một ít lên phía cái phần tai nha. Rồi như vậy là xong rồi ha. Chúng ta bắt đầu trang trí với lại quấn cái phần đèn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo cái phần đèn này ra ha. Cái này nè, uống thì mình sẽ tự uống, nó rất là dễ luôn.
mình không có sợ nó hư hao gì hết á. Rồi cho nó ra như thế này luôn đi ha. Rồi chúng ta sẽ quấn thế này trước, chúng ta sẽ chừa ra một cái đoạn như thế này nha. Rồi các bạn sẽ để nó xuống, quấn thêm lần nữa cũng được. Rồi qua đây, để này xuống nha, cho nó ở ngay cái trọng điểm nè các bạn. Vậy nha, cái này các bạn không có cần trang trí gì cũng được, chúng ta để như vậy thôi, tại vì mình muốn trang trí nó như vậy nè. Lát nữa cái mình sẽ uống cái đèn này nó lên xíu rồi để treo cái phần mặt trăng này vào nha. Rồi cứ để đó đi. Rồi từ đây nè, chúng ta có 5 cái chỗ nhọn, thì mỗi cái chỗ nhọn á các bạn sẽ để một đèn vô, để đèn như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa cái này xuống rồi để nó qua nè, các bạn sẽ đưa cái này qua nè, để chúng ta sẽ cố định cái phần dây đèn luôn nha, tại vì nhiều khi bé nó chơi á thì cần cố định lại cho nó dễ. Rồi xuống đây một xíu, rồi các bạn lại đưa cái này vô. Nói chung là cũng tùy thôi, các bạn cứ cứ làm sao mà mình thấy nó hợp lý là được rồi nha. Rồi đưa cái này lên, trên đây thì có chỗ nhọn nè, chúng ta sẽ đưa một đèn xuống đây, đưa một đèn ở ngay đây. Rồi bây giờ từ ở chỗ này các bạn sẽ luồn qua, kéo cái đèn này qua. Rồi một lát nữa mình sẽ canh chỉnh nó lại nha. Rồi quấn nó đây, rồi đưa cái này lên nữa nè, đó ngay chỗ này. Áo này ra, tại vì mình thích nó là mỗi cái điểm nó đều có đèn như thế á. Rồi kéo cái ống này qua, xoay qua đây ha. Lại tới cái góc bên này, rồi chỗ này một lát nữa chúng ta sẽ canh chỉnh nó lại. Đưa cái đèn này qua đi các bạn. Rồi cho nó xuống phía dưới nha, quấn nó ở đây, luồn nó lại. Rồi đưa này lên, tiếp tục quấn này qua đi. Đó, ở đây nó có một đèn. Rồi ở khúc này chúng ta đưa cái này về điểm này. Rồi vậy là ở đây nó có hai đèn nè, các bạn vòng nó lại một lần nữa. Rồi giờ mình canh chỉnh nó lại ha, để cho nó ở đúng vị trí. Rồi ở đây đèn nó nằm ở phía trên này. Rồi ở đây vị trí nằm đèn nằm ở đây.
Rồi giờ chúng ta bật lên thử. Năm điểm nè. Rồi ở chỗ này nè, nó còn dư nhiều á, các bạn sẽ vẽ nó gì, rồi cho cái này nó lên, rồi vẽ nó xuống, rồi cho cái này nó lên. Nghe đây được đèn nữa nè các bạn, một đèn ở đây, một đèn trên này nha, vẽ này, vẽ này, đưa này xuống chính giữa, đó là được ba đèn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt một cái đoạn màu xanh đi. Cắt đại đi các bạn. Rồi, chúng ta sẽ cột cái này nè. Từ cái này ra nha. Chừa cái cọng màu xanh lại một ít nha. Một cái này. Hai nè. Rồi để đó. Để cọng màu xanh ở đó nha. Rồi chúng ta sẽ quấn cái đèn này lại nè. Rồi để đại nó về đi nha, xong cái chúng ta sẽ quấn này. Rồi các bạn sẽ quấn cái hồng keo này nè. Làm cái tay cầm á, chúng ta sẽ bắn keo ở chỗ điểm này nha. Rồi các bạn sẽ bắn keo ở chỗ cái đoạn này, rồi chúng ta sẽ đưa cái phần len này vô. Rồi bắn keo còn lại đây đi, mình để nó hơi khô rồi. Rồi chúng ta sẽ quấn này lại. Cắt bỏ cái chỗ này ha. Rồi dưới phần này các bạn sẽ cột nó lại. Còn dư nhiều cái mình sẽ cắt bỏ nó luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến á. Các bạn sẽ bắn keo ở chỗ điểm này ha, rồi dán cái phần cục pin này vô trong luôn. Đây các bạn, mình sẽ dán nó vô như thế này luôn ha. Rồi giữ lại một xíu. Rồi cái phần len vô đó mình quấn rồi mình dán kem nó vô trong đây luôn rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi lại ha. Có gì các bạn sẽ điều chỉnh lại. Nè cái đèn này nè. Đó, chúng ta sẽ kéo lên xíu. Rồi như vậy là đẹp rồi ha. Giờ chúng ta sẽ trang trí. Mình thử xóa cái phần đen màu xanh ra mà thấy nó không có được đẹp mấy á các bạn.
nên chúng ta sẽ tạo lỗ cái chỗ này nha. Và bây giờ đưa cái phần đèn này qua và chúng ta cố định nó lại cái chỗ này luôn nha. Rồi mở đèn lên thử. Như vậy thấy nó cũng xinh rồi nè các bạn. Thì cắt bỏ cái cọng màu xanh đi ha. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần ngôi sao với lại mặt trăng. Siêu xinh rồi ha. Rồi giờ tới cái phần thỏ thì cũng chắc cũng tương tự nha. Bên đây mình cũng có chừa lại một cái cọng nữa nè. Lát nữa cái mình sẽ giấu nó sao ha. Ở đây nó có lỗ sẵn rồi nè các bạn. Rồi giờ coi coi cái thỏ này nè, mình làm ở chỗ cái điểm nào. Rồi, đưa cái cọng này qua đây luôn. Cọng này qua bên chỗ bên này ha. Rồi đưa nó lên đây. Xinh quá luôn nè các bạn. Giờ mình thử bật đèn đi ha. À, cái đèn này nó phải nhấn mạnh. Điều quá luôn rồi các bạn ơi. Xinh. Đẹp quá. Vậy giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái cọng len thừa này nha. Ơi, siêu xinh luôn. Giờ chúng ta cùng bật đèn bên đây luôn ha. Bạn nào mà thích hộp nhạc á thì chúng ta sẽ mua thêm hộp nhạc nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu lồng đèn ngôi sao này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu lồng đèn này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.